Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo các ban ngành, quận huyện. 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đạt được những kết quả nổi bật, hoàn thành tuyển chọn gọi 1.308 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu và tuần tra phối hợp hơn 70.000 lượt, kịp thời phát hiện xử lý 23 vụ việc liên quan đến ma túy, trộm cắp và gây rối. Công tác dân vận, chính sách đã kịp thời đến với đối tượng chính sách trên địa bàn, cũng như cựu chiến binh và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Công tác huấn luyện, diễn tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, quản lý sử dụng đất quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức xây dựng đảng và kiểm tra giám sát đều được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, đạt được các chỉ tiêu đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, phân tích làm rõ về tình hình địa bàn, nhận định những thuận lợi khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hiện nay, cùng một số nội dung liên quan đến công tác tuần tra 8394 và chế độ chính sách cho lực lượng dân quân thường trực. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được của các đơn vị trong công tác tham mưu chỉ đạo công tác diễn tập phòng thủ, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tổ chức thăm quân và dân trên đảo Trường Sa. Trong thời gian đến, đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố quán triệt nhận thức của cả hệ thống chính trị về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động phối hợp tốt với các đơn vị vũ trang đóng chân trên địa bàn trong hợp đồng chiến đấu, không để xảy ra bị động bất ngờ. Thưa quý vị, sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ gồm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các ông bà Trần Tuấn Lợi, Đinh Vui và Nguyễn Thị Anh Thảo đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Khuê Trung trước kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua ngày báo cáo về dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, cử tri phường Khuê Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trên địa bàn phường. Cách đây hơn một năm ấy, ở công viên Nguyễn Đỗ Mục ấy, là Ủy ban Nhân quận là cho sửa chữa, nâng cấp vườn hoa cây cảnh, nhưng mà đã rất nhiều ý kiến lên tiếp xúc và đối thoại Ủy ban Nhân quận rồi, và Ủy ban Nhân quận là xin tiếp thu. Mà hiện nay là cây cảnh là bị cháy này, chết này, không ai thổi thắm. Thì hiện nay đậu đỗ xe tôi thấy là không biết các khu dân cư thế nào, nhưng mà tôi thấy ở tôi chỗ khu dân cư tôi rất là lộn xộn. Cái ngã tư ấy để cho người ta như thế là đi xe máy hoặc đi bộ, cái tầm quan sát nó làm sao nó thoáng để đi khỏi va chạm giao thông. Nhưng bây giờ đậu đỗ xe đậu luôn mới có chỗ cua tay áo, cho nên mất hết cái tầm quan sát, mất hết cái quan sát của người tham gia giao thông. Là rất dễ nguy hiểm trong cái tham gia giao thông. Để cho đường thông hè thoáng rồi văn hóa đẹp, văn minh đẹp theo những cái đề xuất của phường mình á, thì tôi có đề nghị này. Bà con làm ăn thì cũng nên tạo điều kiện cho họ vì đó sinh sống. Nhưng một phần đường để người ta đi bộ, một phần còn lại để cho người ta buôn bán. Chứ còn bây giờ ngõ tư đẹp nhất thì bây giờ cà phê, cà phố người ta buôn bán dàn hết ra. Người dân không có đường đi mà gây tai nạn xảy ra thì chịu nhịp chuyện đó. Tại đây, đại diện chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã giải trình, thông tin làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm.